Đệm lót sinh học được áp dụng rộng rãi trong ngành chăn nuôi hiện nay, mục đích là tạo được không gian sạch sẽ cho chuồng nuôi. Việc sử dụng đệm lót sinh học giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Chào mừng quý bà con đến với kênh chăn nuôi thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý bà con đó là sản phẩm TKS Men Rắc Chuồng. Xin kính mời quý bà con chúng ta cùng theo dõi. Đối với sản phẩm men rắc chuồng thì giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn thừa, khử mùi hôi thối, khí độc và làm sạch môi trường chuồng trại. Không phải thay thế chất độn trong suốt quá trình chăn nuôi, giúp tiết kiệm nguyên liệu và nhân công lao động, giảm ruồi, muỗi, hạn chế dịch bệnh, tăng năng suất, chất lượng vật nuôi, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Đối với sản phẩm men rắc chuồng thì bà con có thể sử dụng với liều lượng như sau: rắc trực tiếp, không cần trộn thêm cám gạo hay là mật vị đường. Bà con sử dụng 1kg men rắc chuồng cho 100-150m2 nền chuồng. Sử dụng liều gấp đôi khi mật độ nuôi dày hoặc là trời mưa nhiều. Khi nền chuồng ướt thì xới và trộn đều với men rắc chuồng. Khi nền chuồng bị khô, có mùi thì bà con phun ẩm nền chuồng và sử dụng men. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đến quý bà con đó là sản phẩm TKS Men Rắc Chuồng. Để biết thêm chi tiết, bà con vui lòng liên hệ đến số hotline 098 776 2025, hoặc bà con có thể truy cập vào website thuykimsinh.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm tương tự. Kính chúc quý bà con sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.